Lò nướng điện Diema 10 lít là trợ thủ đắc lực giúp việc nấu và nướng giòn các loại thức ăn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Sử dụng công nghệ làm nóng thanh dẫn nhiệt chữ S cho cả hai tầng trên và dưới, giúp tăng diện tích tỏa nhiệt lớn hơn, làm chín đều hơn, không làm cháy xém và giữ được độ vàng giòn cho các món ăn. Lò nướng trang bị hai núm xoay điều chỉnh nhiệt độ và thời gian riêng biệt vô cùng linh hoạt, dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh cho phù hợp với từng loại món ăn khác nhau, mang đến sự thơm ngon, vàng giòn và dinh dưỡng hơn. Cụ thể, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 100 đến 230 độ C và thời gian tối đa là 30 phút. Mặt trước của lò nướng mini được trang bị cửa kính cường lực chắc chắn với khả năng chịu được nhiệt độ cao và vô cùng bền bỉ, đồng thời giúp bạn dễ dàng quan sát món ăn đang chín vàng dần đều trong quá trình nấu. Phía dưới là khay mặt đáy có thể dễ dàng tháo rời một bên để vệ sinh lau chùi, loại bỏ vụn thức ăn rơi vãi khi nướng, cực kỳ thuận tiện cho người sử dụng. Lò nướng Diema có thiết kế nhỏ gọn với dung tích khoảng 10 lít, vừa đủ cho nhu cầu sử dụng cá nhân hoặc cho gia đình từ 1 đến 2 người, mang đến món ăn ngon và dinh dưỡng mỗi ngày.